Thời thế, thiện ác và con người. Hồi ký của Thiếu tá Biệt động quân Vương Mộng Long. Một ngày cuối tháng 3 năm 1970, Thượng sĩ Woodell ghé cư xá Trần Quý Cáp, Pleiku, đón tôi vào Bệnh viện 71 Dã chiến Hoa Kỳ để ghi tên xin khám bệnh. Hôm sau, tôi chính thức nhập viện để được giải phẫu một vết thương. Đúng lý ra hôm đó tôi phải lên đường về trình diện Tổng Y viện Cộng Hòa theo quyết định của bác sĩ Trung, giám đốc quân y viện Pleiku. Chỉ vì 6 tháng trước đây, vết thương trên vai trái của tôi đã được mổ một lần. Lần đó bác sĩ chỉ lấy ra được 2 mảnh đạn nhỏ. Còn mảnh đạn lớn vì ở quá sâu lại dính vào xương vai. Nên tôi được xuất viện về đơn vị, chờ ít lâu sẽ vào nhà thương khám lại. Tôi tiếp tục đi hành quân, cho tới một ngày thấy mủ màu đen bắt đầu nhỉ ra qua một lỗ rò dưới nách, tôi mới đi tái khám. Nào ngờ kết quả lần khám này cho thấy cái mảnh đạn súng cối ấy đã di chuyển xuống vùng sườn trái, khiến cả một vùng cơ bắp sưng tấy và đang làm độc. Ban giám đốc quân y viện Pleiku đã làm thủ tục chuyển tôi về Tổng Y viện Cộng Hòa vì nơi đây có nhiều phương tiện chữa trị hơn. Tôi về đơn vị trình bày việc này cho Trung tá Liên đoàn trưởng. Lúc đó cũng có mặt ông Trung tá Cố vấn trưởng Liên đoàn. Ông Trung tá Hoa Kỳ nêu ý kiến, giới thiệu tôi vào Bệnh viện 71 Dã chiến Hoa Kỳ trước. Nếu chữa không xong, họ sẽ chuyển tôi ra hạm đội 7. Bệnh viện 71 Dã chiến nằm trong một thung lũng, bên cạnh con đường nhựa nối liền phi trường Cù Hanh và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Bệnh viện này là nơi tiếp nhận thương binh Mỹ từ các chiến trường cao nguyên vùng 2 chuyển về. Từ đây, thương binh được cấp cứu, điều trị sơ khởi. Sau đó, tùy theo tình trạng nặng nhẹ, họ sẽ được chuyển về Sài Gòn hay chuyển ra hạm đội 7. Thay quần áo xong, tôi được đưa vào phòng quang tuyến X, rồi chuyển sang phòng chẩn bệnh. Nơi đây đã có mặt một nữ y sĩ trung tá già, người da đen. Bà y sĩ trung tá này chính là trưởng khoa giải phẫu của Bệnh viện 71 Dã chiến. Hình dáng của bà ta thật là cao lớn và thô kệch, nhưng giọng nói của bà lại vô cùng ấm áp dịu dàng. Rất từ tốn, bà tự tay đo và ghi trên hồ sơ nhịp tim mạch của tôi. Rồi bà bước ra cửa, nói nhỏ với cô điều dưỡng vài lời. Một phút sau, ông đại úy bác sĩ phụ trách ca mổ của tôi có mặt. Ông y sĩ đại úy này da trắng, cũng hơi lớn tuổi và mang kính trắng. Hai vị thầy thuốc luân phiên quan sát hai tấm hình X-ray, rồi sờ nắn vùng đang sưng tấy bên nách tôi. Khi ngón tay của họ nắn bóp trên chỗ sưng, tôi cảm giác như nơi đó là một quả xoài đã chín nhũn, chứ chẳng thấy đau đớn gì cả. Công việc chẩn bệnh chấm dứt, tôi ngồi chờ người dẫn sang phòng mổ. Chợt ngoài bãi đáp, có tiếng động cơ của trực thăng tản thương. Hai điều dưỡng viên chạy ra khiêng chiếc cáng. Trên đó là một thương binh băng kín nửa người phần dưới. Theo sau chiếc cáng là một sĩ quan Mỹ và một sĩ quan Việt Nam. Người sĩ quan Việt Nam đó là Đại úy Phạm Văn Tư, khóa 19 võ bị, tôi quen biết. Anh Tư là dân tình báo, đang tăng phái ngắn ngày cho ban thẩm vấn đặc biệt của Mỹ tại Hàm Rồng. Thấy bệnh nhân là một người Việt Nam nên tôi thắc mắc hỏi anh Tư: "Ủa, sao niên trưởng không đưa người của niên trưởng vào quân y viện Pleiku mà lại đưa vào đây?" "Có phải người của Moa đâu, Việt Cộng đấy." "Việt Cộng à? Thằng Việt Cộng này vướng Claymore ngoài rào trại Đắc Sien. Mỹ bắt được đem về Camp Inari, giao cho phòng 2 sư đoàn 4 của Hoa Kỳ. Từ Camp Inari về đây có vài ba cây số, sao không dùng xe mà phải sử dụng tới trực thăng. Moa thấy đùi của anh ta bị quấn garo sưng to quá, sợ xảy ra nội xuất huyết thì chết, nên đề nghị với Mỹ lấy máy bay của sư đoàn đưa anh ta về đây. Nhìn mặt người nằm trên cáng, tôi đoán chừng hắn cũng cỡ tuổi của tôi và anh Tư thôi. Hắn thuộc đơn vị nào vậy? Tụi Moa vừa ký nhận đã phải đưa tới đây ngay, chưa hỏi được câu nào. Bộ anh ta đi đánh nhau không mang theo giấy tờ gì sao? Có chứ, nhưng tài liệu mình còn để trên bàn. Việc cứu người là trọng, phải lo trước. Chiều nay mình sẽ nghiên cứu tài liệu cũng chưa muộn. Ừ nhỉ, dù gì thì hắn ta cũng là người Việt Nam, chỉ không cùng chiến tuyến với chúng mình thôi. Toa biết không? Trên đường đi hắn cứ luôn mồm gọi Xuân ơi,
chắc hắn yêu thương người mang tên Xuân này lắm. Tôi gật đầu tán đồng, dù là quốc gia hay cộng sản thì con người nào cũng có một trái tim, biết yêu thương và biết giận hờn. Một năm trước đây, trong trận Đắc Tô tháng 5 1969, tôi đã trải qua tình cảnh tương tự như người cán binh cộng sản này. Ngày đó, vào giờ phút tuyệt vọng nhất, trái tim tôi chỉ còn hình bóng người mà tôi yêu thương nhất. Tôi đã gọi tên người này nhiều lần trước khi bị ngất đi. Tên tù binh được chuyển vào phòng X-ray rồi sang phòng chẩn bệnh. Hai quân cảnh Hoa Kỳ được gửi tới canh gác trước phòng chẩn bệnh. Đại úy Tư bắt tay tôi rồi cùng viên sĩ quan Mỹ rời bệnh viện. Khi tôi và tên tù binh được đẩy vào phòng giải phẫu, thì trên bàn mổ đang diễn ra một ca phẫu thuật khá ồn ào. Một nam bác sĩ cùng hai nữ y tá cố gắng và kiên nhẫn lắm mới lấy được cái đầu đạn đồng AK-47 ra khỏi đùi trên của một anh lính Hoa Kỳ. Anh lính này da trắng còn rất trẻ, tuổi chừng 19-20 là cùng. Anh chàng bị cột chặt nửa người dưới và hai chân dưới xuống bàn mổ để tránh giãy giụa gây trở ngại cho bác sĩ. Chắc việc mổ xẻ làm cho người trẻ tuổi đau đớn lắm, nên anh ta không ngớt khóc lóc, kêu la. Ông bác sĩ và hai cô y tá cứ phải luôn mồm dỗ dành an ủi anh. Trước cảnh này tôi cũng thấy tội nghiệp. Mỗi khi hoàn tất một pha mổ, toán phục dịch, vệ sinh lại nhanh tay thay cái khăn bàn mới, rồi đẩy vào phòng một khay đựng dụng cụ giải phẫu khác đã tẩy trùng. Ca mổ của anh lính Hoa Kỳ chấm dứt, thì tới phiên anh tù binh cộng sản. Mỗi bên đùi của tên tù binh này bị hai viên chì Claymore ghim sâu tới xương. Bác sĩ phải đánh thuốc tê từng chân, mổ lấy đạn chì từ từng vết thương một. Do đó thời gian hoàn thành công việc này khá dài. Nhìn những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên má hắn, tôi nghĩ hắn đang nén cơn đau. Trong suốt nửa giờ đồng hồ, hắn chỉ rên nho nhỏ trong miệng. Trừ hai lần, bác sĩ gắp đạn ra khỏi đùi, thì y chịu không nổi, buột miệng hét lên: "Ôi ôi, đau 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 quá!" Với ca mổ này, cô điều dưỡng da trắng cũng tận tình săn sóc tên Việt Cộng, không khác gì đã làm đối với anh lính Mỹ trong ca mổ trước. Cô dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt người tù. Dù biết rằng người được chăm sóc không hiểu cô nói gì, nhưng cô cứ dỗ dành: don't worry, you will be okay. Qua cử chỉ dịu dàng và giọng nói êm như ru của cô, không ai dám nghi ngờ rằng cô đang đóng kịch. Bốn viên chì đã được lấy ra rồi, vết thương cũng được may vá và băng bó xong. Y tá chuyển người tù sang chiếc xe lăn, cạnh chiếc xe lăn của anh lính Mỹ. Là bệnh nhân cuối cùng, tôi leo lên bàn mổ mà nửa người bên trái nặng như đeo chì. Tôi bị cởi trần, nằm hơi nghiêng về bên trái. Cô y tá vừa lau sạch đám bọt oxygen trên vùng sườn trái của tôi, thì ông bác sĩ bắt đầu dùng 10 đầu ngón tay ấn nhẹ nhẹ quanh quanh thăm dò. Rồi thật từ từ, ông dùng iốt vàng xoa trên vùng đang mưng mủ, rộng dần ra thành một bề mặt cỡ lòng bàn tay. Ông y sĩ đại úy chích cho tôi 3 mũi thuốc tê, rồi huyên thuyên cùng tôi đôi chuyện nắng mưa. Vài phút sau, ông mới bắt đầu ra tay. Dưới tay ông, lưỡi dao sắc như nước, nhanh như chớp, cắt ngọt hai nhát chéo hình chữ X, xuyên da, thịt, chạm tới xương sườn của tôi. Sau đó cứ thủng thỉnh, ông xẻ dọc rồi xẻ ngang, như người ta đang băm một cái bánh mềm. Tới khi thịt da trên cái diện tích cỡ lòng bàn tay đó bị bấy ra rồi, ông bác sĩ mới dùng một lưỡi dao cong như lưỡi hái, mạnh tay cạo từng lọn thịt bầm màu xanh lẫn với máu mủ, cho rơi xuống một cái thau nhôm do cô y tá hứng. Vì nằm nghiêng về bên trái, tôi thấy cái thau nhôm chứa lổn nhổn những cục thịt pha máu đỏ mủ xanh mủ vàng, tanh hôi vô cùng. Tôi chợt nghĩ nếu như tôi cứ ỷ y, không chịu nhập viện, chắc chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, cả vùng sườn bên trái của tôi sẽ thối rữa thành mạch lươn, hết phương cứu chữa. Khi lưỡi dao đục khoét lớp da thịt bên ngoài, tôi chưa thấy đau đớn chút nào. Tới lúc lưỡi dao cạo trên xương nghe két két cột cột, thì điếng người. Ngay cả khi ở ngoài mặt trận, bị mảnh đạn ghim vào, tôi cũng không thấy đau như thế này. Toàn thân tôi run lên bần bật như đang cơn sốt rét. Tôi bật người lên, oằn người xuống, đồng bộ với những nhát dao đang cào, nạo xương sườn của tôi. Tôi cắn chặt hai hàm răng vào nhau, hình như môi dưới của tôi bị răng tôi cắn chảy máu mất rồi.
Mồ hôi trên mặt tôi chảy như tắm, rớt ròng ròng trên tấm nhựa trắng trải bàn mổ. Tôi nghĩ lúc đó có lẽ mặt tôi đã xám xịt như chàm. Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Tôi biết lúc này có hai người đồng cảnh ngộ, một bạn, một địch, đang chăm chú theo dõi, đánh giá sức chịu đựng của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Một giọt nước mắt, một tiếng kêu la của tôi sẽ nằm trong trí nhớ của họ suốt đời. Tôi nhắm mắt, nghĩ tới cảnh những thương binh Việt Nam Cộng Hòa khác đã từng lên bàn mổ bị cưa chân, cưa tay. Chắc họ phải chịu đau đớn vạn lần hơn tôi. Tôi tự an ủi rằng mình còn may mắn hơn những người này rất nhiều. Rồi tôi hồi tưởng lại chuyện Tam Quốc Chí đọc ngày còn bé, với huyền thoại tướng quân Quan Vân Trường cứ ung dung ngồi uống rượu ngâm thơ, không màng tới việc Hoa Đà đang xẻ thịt cạo xương ông để rút mũi tên tẩm thuốc độc đang ghim trên vai ông ta ra. Ngày xưa làm gì có thuốc tê, thuốc mê, vậy mà quan công không hé chút đau đớn nào, thì ông quả là người có sức chịu đựng phi thường. Càng nghĩ tôi càng phục vị anh hùng thời Tam Quốc này quá. Bỗng nhiên bác sĩ ngừng tay dao, đưa tay chụp cái kìm. Ông ngoáy mũi kìm vào cạnh sườn tôi, kẹp chặt một vật rồi giật mạnh. Theo phản xạ tôi vội oằn mình, ưỡn người lên, nương theo hướng lôi kéo của mũi kìm. Bụp! Thân mình tôi như bị móc lên cao, rồi rơi xuống mặt bàn. Tôi có cảm giác như vừa bị ông bác sĩ giật đứt một phần thân thể, đau thấu xương, đau tới ù tai, hoa mắt luôn. Quá sức chịu đựng, tôi xón đái ra quần mà không hay. Here it is. Ông bác sĩ vừa cười, vừa giơ cái mũi kìm cho tôi thấy một cục thịt to bằng đầu ngón tay cái, máu đỏ bầy nhầy. Đó là cái mảnh 82 ly vừa bị gắp ra từ khe hở giữa hai cái xương sườn. Thả cục đạn xuống cái khay trên bàn, ông bác sĩ lại tiếp tục cào nạo. Tay chân tôi bủn rủn không còn hơi sức, tôi mệt lả người, nằm im như cái xác. Hồi lâu sau, ông bác sĩ ngừng tay, hất hàm ra dấu cho cô điều dưỡng, đứng chờ bên tủ thuốc. Hiểu ý, cô điều dưỡng bưng ra, đặt trên bàn một hộp nhựa chứa hai cái lọ. Bác sĩ nhanh tay lau sạch máu trên vết mổ, rồi mở nắp cái lọ, rút ra một sợi bấc tẩm thuốc bột trụ sinh màu vàng như nghệ. Với cái kẹp inox, ông khéo léo nhét hết hai lọ băng bấc đèn màu nghệ vào đầy vết mổ. Xong xuôi, cô y tá dán miệng vết thương bằng một tấm băng hai lớp chứa bông gòn ở giữa, rộng bằng bàn tay. Bên ngoài miếng băng này, cô còn quấn thêm một lớp băng cứu thương quanh ngực tôi để cho tôi bớt đau. Ông bác sĩ và hai cô y tá đều mang băng che miệng. Tôi không thấy miệng họ cười mà chỉ thấy mắt họ cười khi ca mổ vừa hoàn tất. Những gì xảy ra trong phòng giải phẫu buổi trưa hôm đó đã cho tôi thấy cái ý nghĩa cao cả, cao quý của ngành y. Dưới mắt của người thầy thuốc, việc cứu người là mục đích tối thượng. Mạng sống của mỗi con người đều quan trọng như nhau. Dù người đó là bạn hay thù, là da trắng hay da màu, là cộng sản hay quốc gia. Cô điều dưỡng vừa đẩy cái khay dụng cụ đi khuất thì bà y sĩ trung tá trưởng khoa bước vào. Bà nói đôi lời với ông bác sĩ rồi cúi xuống bế tôi gọn trên đôi cánh tay to lớn của bà. Giọng nói của bà bên tai tôi dịu dàng như giọng của một hiền mẫu. Oh, my baby, you will be okay, my baby. Anh lính Mỹ và tên cán binh Việt Cộng cũng sững người, trố mắt. Bà bác sĩ bế tôi đi trước, hai cái xe lăn của anh lính Mỹ và tên cán binh Cộng sản được y tá đẩy theo sau. Ra tới phòng hồi lực, bà đặt tôi xuống giường rồi lặng lặng đi ra. Lúc sau bà quay lại, trên tay có gói sa lem và cái kẹp diêm cây. Bà để gói thuốc lá và diêm quẹt trên đầu giường tôi, rồi giơ ngón tay trỏ điểm điểm một vòng, ngụ ý món quà này dành cho cả ba người. Giường tôi nằm ở giữa, bên trái là anh bạn đồng minh và bên phải là tên cán binh Cộng sản. Chỉ có đầu giường tôi bị treo lủng lẳng dây nhợ truyền nước biển pha thuốc trụ sinh, còn giường hai bên không bị vướng vít gì vì họ đã được chích penicillin rồi. Tôi đốt một điếu sa lem, đưa cho anh lính Mỹ, anh ta lắc đầu nhỏ nhẹ, thank you. Tôi đưa điếu thuốc lên môi, kéo một hơi dài nhả khói. Tôi trao bao thuốc cho tên Việt Cộng. Này hút đi, sa lem đầu lọc nhẹ lắm. Không thèm. Nhìn tôi với ánh mắt lừ lừ gờm gờm, hắn ta gằn giọng. Tôi tỉnh như ruồi. Không hút thì thôi, tớ hút một mình.
thuốc của đế quốc, không thèm hút. Thông cảm đi, ở đây không có thuốc lào, chỉ có thuốc thơm đế quốc thôi. Không hút thì nằm đó mà ngửi khói. Tới chiều chúng tôi được cung cấp mỗi người một khay thức ăn, gồm một bánh mì kẹp thịt bò, một hộp sữa tươi và một chùm nho. Tôi và chú GI ăn uống rất ư là tự nhiên. Còn tên cán binh Bắc Việt thì nằm quay mặt vào tường, không thèm chạm tới cái khay. Trước khi quay gót đem theo cái khay của tôi, cô điều dưỡng nhìn tên bộ đội một lúc rồi dịu giọng: "Take it, it's good for you." Tôi chêm thêm: "Ăn đi chứ, không ăn thì chết đói. Muốn gì thì cũng phải sống trước đã, ăn đi." Cô y tá nhìn tôi đồng tình: "May you tell him to take it?" Tôi nghiêm mặt, hù cho anh cán binh sợ thêm: "Thôi ăn đi, anh không ăn hả, cô ấy dẹp mất thì đói đấy." Anh chàng hình như cũng đói lắm rồi. Sau một phút ngập ngừng, chàng đưa tay cầm kẹp bánh mì rồi vội quay mặt vào tường. Buổi tối trời trở lạnh, anh lính Mỹ nổi cơn la hét chửi bới om sòm. Cô y tá trực phải tới ngồi ở cuối giường, an ủi dỗ dành, rồi đọc chuyện cho anh ta nghe. Tôi mồi một điếu xa lem, đưa cho tên Việt Cộng: "Hút đi, không có nguy hiểm tới tính mạng đâu mà sợ." Lần này thì hắn ta không từ chối nữa. "Ừ, có thể chứ. Này, vì sao bị thương và bị tó vậy?" Tôi bắt đầu gạ gẫm. "Đang điều nghiên mục tiêu thì bị vướng mìn." "E mấy?" "28. Tôi đã biết E-28 là tên của Trung đoàn 28 mặt trận B-3 Cộng sản Bắc Việt, nên khai thác tiếp. Năm ngoái tới có đụng E-28 ở Đắc Tô. Trận đó E-28 chết gần hết, cậu còn sống là may lắm đó. Mới bổ sung về E-28 2 tháng thôi. "Cấp chức gì?" "Trung úy đặc công." "Quê ở đâu?" "Hải Rương." "Làng nào?" "Hỏi gì mà lắm thế? Thôi không hỏi nữa." Thấy hắn sắp quạo, tôi không thèm nói chuyện thêm. Tôi xoay người lại nằm ngửa, quay mặt sang anh bạn đồng minh. Cậu bé đã ngáy khò khò. Đêm vào khuya, tôi bị vết mổ hành, chỉ nhắm mắt chập chờn. Thêm vào đấy, cứ 3 tiếng đồng hồ, y tá lại đánh thức tôi dậy, nhét 2 viên trụ sinh vào mồm, bắt nuốt. Từ sau lần bị thương thứ nhì, cơ thể tôi không thể tiếp nhận penicillin. Nên kỳ này, bác sĩ cho tôi uống erythromycin với liều lượng cao gấp đôi để phòng ngừa vết mổ làm độc. Hình như tên tù binh có tâm sự không ngủ được. Chắc anh ta đang suy tính điều gì gay go lắm. Lâu lâu hắn lại mở mền, hé mắt quan sát quanh phòng. Có lúc hắn gượng gạo ngồi dậy thử đứng 2 chân trên nền nhà. Nhưng thấy không vững, y đành ngồi phịch xuống nệm thở dài. Mấy lần y mở miệng gọi tôi: "Này này." Tôi khoát tay ra dấu cho hắn ta im tiếng đừng làm ồn lúc đêm khuya. Quá nửa đêm, 3-4 y tá vào phòng hồi sức, chuyển anh lính Mỹ ra xe chở đi. Lợi dụng lúc căn phòng trộn rộn ồn ào, anh cán binh hỏi nhỏ: "Các anh có đem tôi đi bắn bỏ không?" Tôi ngạc nhiên: "Cái gì mà bắn bỏ? Ai nói với anh điều đó?" Anh cán binh trả lời với vẻ mặt hoàn toàn thật thà: "Chính ủy nói mà, chính ủy nói nếu để các anh bắt, các anh sẽ đem xử bắn." Tôi phì cười: "Ai mà bắn anh làm gì? Tuyên truyền bậy bạ thế mà anh cũng tin." Anh Việt Cộng ngẩn người ra chiều suy nghĩ rồi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chính ủy nói sai?" Tiếng anh ta nhỏ như thể là anh ta nói cho chính mình anh ta nghe thôi. "Này, có phải Xuân là vợ anh không?" Tôi hỏi dò. "Đúng, Xuân là vợ tôi đấy. Xuân vừa đẻ đứa con gái đầu lòng, thì tôi có lệnh đi bê. Không biết kiếp này tôi có còn gặp lại Xuân và bé Ti không?" Nghe tâm sự của anh ta, tôi không khỏi mũi lòng. Hai người ngừng trò chuyện khi cô y tá trở về phòng cho tôi uống thuốc. Ngày kế tiếp, sau bữa ăn sáng, hai quân cảnh gác cửa phòng rút đi. Đại úy Phạm Văn Tư và viên sĩ quan phòng nhì sư đoàn 4 Hoa Kỳ lại xuất hiện. Anh Tư bắt tay tôi, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh của tên tù phiến cộng. "Hết lo chết rồi nha, giờ thì mình đi thôi." Viên đại úy Mỹ cũng cúi xuống vỗ vai người tù, xí số vài câu hỏi thăm. Sau đó hai sĩ quan Việt Mỹ đỡ tên tù cộng sản lên ghế lăn. Tôi đưa bao sa lem còn hơn nửa cho tên cán binh. "Này cầm lấy, tôi cũng người Hải Dương đấy." Anh trung úy Việt Cộng rụt rè cầm bao thuốc lá nhét vào túi, rồi anh ta nắm lấy bàn tay phải của tôi lắc lắc vài cái. "Các anh đã cứu mạng tôi. Người ta nói rằng các anh độc ác lắm, nhưng thật ra các anh có độc ác đâu." Lúc này ánh mắt anh ta không còn vẻ gờm gờm hằn học nữa. Tới cửa phòng, anh ta giơ tay vẫy tôi lần cuối. Tới trưa, tôi được truyền thêm một bịch nước biển pha trụ sinh.
rồi rời bệnh viện lúc 2 giờ chiều, theo chế độ điều trị ngoại trú. Bà bác sĩ trưởng phòng dúi vào tay tôi cái bao ni lông. Trong đó chứa cục đạn bằng gang màu đen đã được chùi rửa sạch. Don't throw it away, keep it for memory, bà dặn dò. Bà không bắt tay tôi mà xoay lưng đi về văn phòng. Take care, goodbye, my son. Phút chia tay hình như bà tránh nhìn tôi, giọng nói của bà run run. Khi đỡ tôi lên xe, cô y tá mới nói nhỏ vào tai tôi. Her son was a ranger like you. 2 ngày sau tôi trở lại bệnh viện để thay băng, thì cô y tá quen biết cho tôi biết rằng bà y sĩ trung tá trưởng khoa vừa lên đường về nước vì bà đã mãn nhiệm kỳ phục vụ ở Việt Nam. Nhớ tới bà, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác lâng lâng ngọt ngào. Thế là bà đã về quê. Bà đã xa rời chốn hiểm nguy. Bà sẽ về đoàn tụ với người con trai của bà. Anh ấy cũng là một ranger như tôi. Bà cũng giống mẹ tôi. Những lúc xa con thấy anh lính nào cỡ tuổi con mình cũng thấy thương như là thương con mình. Cuối tháng 9 năm 1974, Liên đoàn 24 biệt động quân xuống Đức Lập tăng cường cho tiểu khu Quảng Đức để tham dự cuộc hành quân khai thông liên tỉnh lộ 8B. Thiếu tá Phạm Văn Tư, lúc này là trưởng phòng 2 tiểu khu, lại gặp tôi lần nữa. Nhớ chuyện năm nào ở bệnh viện 71 dã chiến, tôi hỏi anh Tư, ngày đó vì cớ gì mà anh cứu thằng trung úy đặc công Việt Cộng? Đạo lý làm người mà long, Moa cứu hắn chỉ vì hắn sắp chết. Vả lại hắn đâu phải là kẻ thù của chúng ta, hắn chỉ là kẻ địch của chúng ta thôi. Tôi biểu đồng tình. Đúng, kẻ thù là người có ân oán với mình. Những tên cán binh đang đánh nhau với mình thì có thù oán gì với mình đâu. Tôi hỏi tiếp, sau này anh có gặp lại y không? Không, vì khai thác xong thì tụi này chuyển giao anh ta cho phòng nhì quân đoàn 2 ngay, giữ lâu làm gì? Tôi nhắc anh Tư, anh có nhớ chuyện thằng VC đó cứ gọi tên Xuân lúc hôn mê không? Và anh có biết Xuân là ai không? Moa không có hỏi mà cũng quên khuấy chuyện này rồi. Xuân là tên vợ hắn đấy. Đứa con gái hắn vừa chào đời thì hắn có lệnh vào Nam. Nghe vậy, anh Tư bèn đưa bàn tay phải lên ngang ngực, giơ ngón trỏ ra nhịp nhịp. Ừ ha, chắc ngày trao đổi tù binh năm 1973, hắn đã về đoàn tụ với gia đình ngoài Bắc rồi. Tôi chợt nhớ tên cán binh ấy là người Hải Dương, nên buột miệng. Thằng đó là người cùng quê với tôi đấy. Anh Tư gật gù, có khi hai người là bà con cũng nên. Tôi cũng gật gù theo, biết đâu chừng lại là anh em họ hàng. Tôi có một bà dì và hai ông bác còn ở ngoài Bắc. Nếu như hắn là con của những người này thì quả là cốt nhục tương tàn. Anh Tư phụ họa, những thằng địch đang cầm súng chỉ là nạn nhân bị tụi đầu sỏ cầm quyền lợi dụng máu xương thôi. Mấy thằng cộng sản cội đang ăn trên ngồi trốc ở ngoài Hà Nội đó mới là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh nồi da sáo thịt này. Tụi nó mới chính là kẻ thù của chúng mình. Đầu năm 1976, nghĩa là đúng 6 năm sau ngày Đại úy Phạm Văn Tư áp giải viên trung úy đặc công Việt Cộng tới bệnh viện 71 dã chiến Hoa Kỳ, thì tôi và anh Tư đã thành hai trong số vài trăm tù nhân cấp thiếu tá của khu K3 trại Tam Hiệp Biên Hòa. Thời kỳ này giờ khắc trôi từ từ, như đang đợi chờ ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam thống nhất. Chúng tôi còn ở trong Nam, chưa bị đưa ra Bắc, chưa bị cưỡng bách làm các công tác lao động nặng. Riêng anh Phạm Văn Tư và người cùng khóa 19 võ bị của anh là Trần Văn Bé, được trại tuyển dụng làm thợ đóng bàn ghế trên ban chỉ huy. 8 giờ sáng, vệ binh vào mở cổng, dẫn hai anh đi làm công tác. 5 giờ chiều, hai anh tự động trở về K3, không có ai dẫn độ. Anh Trần Văn Bé là người ở cùng đại đội B với tôi trong trường võ bị, thời sinh viên sĩ quan. Anh Bé cũng là người đã huấn luyện tôi những ngày đầu đời lính, nên chúng tôi không lạ gì nhau. Chiều chiều anh Tư và anh Bé thường rủ tôi tới lán 2, nơi có cái bàn gỗ của thi sĩ Trương Minh Dũng để hút thuốc lào và tán gẫu. Anh Trương Minh Dũng là bạn cùng khóa 5 Thủ Đức với Trung tá Hoàng Kim Thanh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 24 biệt động quân. Tôi đã gặp anh Dũng vài lần khi chúng tôi mới tăng phái cho tỉnh Quảng Đức tháng 9 năm 1974. Lúc đó anh Dũng đang giữ chức vụ tham mưu trưởng tiểu khu này. Bây giờ thì ông thi sĩ tham mưu trưởng tiểu khu ngày xưa đã mang biệt danh rất hợp thời là Dũng Điếu Cày. Anh Tư biết tôi ghét thuốc lào nên mỗi ngày anh đều vấn cho tôi vài điếu thuốc rê cẩm lệ. Buổi trưa một ngày tháng 2 năm 1976,
Có tiếng súng liên thanh nổ giòn giã một tràng dài ngoài hàng rào. Tiếng súng ngừng lại vài giây rồi tiếp tục, nhưng lơi đi từng phát một, như ai đó đang thực tập bắn bia. Trên con đường nhựa bao quanh các khu cách ly, vệ binh chạy rầm rập nối đuôi nhau. Chúng vừa lên đạn lách cách, vừa gọi nhau ơi ới, báo động, tù trốn, tù trốn. Cổng chính của tất cả các khu giam giữ tù cải tạo liền bị đóng kín khóa lại. Chòi gác nào cũng đầy lính canh, súng chĩa vào sân. Tù nhớn nhác nhìn nhau ngơ ngác. Rồi cửa hông được mở cho hai vệ binh ghìm súng AK đi vào K3 để kiểm tra. Tù cải tạo bị đuổi về lán. Vệ binh vào từng nhà đếm đầu nhận mặt từng người với sự xác nhận của lán trưởng. Kiểm tra xong, trong sân trại sinh hoạt đã trở lại, nhưng không còn cái không khí ồn ào náo nhiệt thường ngày. Tù cải tạo vẫn tụm năm túm ba, nhưng không phải để đánh cờ, chơi bóng chuyền hay tập thể dục dưỡng sinh, mà để rì rầm với nhau về chuyện mới xảy ra lúc buổi trưa. Chẳng ai biết vị sĩ quan nào của Việt Nam Cộng Hòa đã mạo hiểm làm nên sự kiện này. Trong sân trại, tiếng chim se sẻ nói chuyện với nhau nhiều hơn là tiếng người ta. Khoảng 2 giờ chiều, loa phóng thanh trên chòi cao ra lệnh cho các lán trưởng lên văn phòng nhận lệnh. Khi trở về, lán trưởng lán 24 của tôi là thiếu tá Trần Thành Trai tập họp tất cả lán viên rồi tuyên bố: trưa nay có hai cải tạo viên trốn trại, tên Phạm Văn Tư bị bắt lại, tên Trần Văn Bé còn tại đào. Các anh đừng hoang mang nghe lời dụ dỗ của bọn phản động mà trốn trại, sẽ mang họa vào thân. Chẳng rõ câu tuyên bố này là do lán trưởng Trần Thành Trai ứng khẩu hay anh ta đã sao y nguyên bản lời của cán bộ. Tôi ra sân bóng chuyền tìm gặp vài người quen để hỏi thăm tin tức của hai người đàn anh khóa 19. Một anh lán trưởng tiết lộ, khi anh ta lên họp trên ban chỉ huy trại thì nghe vệ binh nói với nhau rằng anh Phạm Văn Tư bị bắn trọng thương nhưng vẫn còn bị bỏ nằm ngoài hàng rào kẽm gai. Vì khu vực đó có mìn nên vệ binh không chịu chui vào lôi anh Tư ra. Xế chiều, anh bạn Bắc Hải ngoắc tôi ra góc sân thì thầm: anh Bé thoát rồi, còn anh Tư thì bị bắn nát bấy cả hai đùi và hai cánh tay. Người bắn anh Tư là thượng sĩ Buồn đó. Anh Tư thiệt là số xui. Thằng thượng sĩ Buồn đi đái, gặp ngay lúc anh Tư đang bị kẽm gai móc vào lưng áo, cách cầu tiêu có vài thước thôi. Nó chạy vào lấy khẩu AK-47, nhắm hông và đùi của anh Tư, bắn hết một băng đạn 30 viên. Rồi nó ráp băng đạn thứ nhì, tì súng trên hàng rào, cứ nhắm tay chân của anh Tư mà tiếp tục bóp cò từng viên một, cho tới viên cuối cùng. Chân tay anh Tư đã nát bấy, nên anh ấy chỉ còn nước nằm kêu la đau đớn chờ chết. Mãi tới 3 giờ chiều, chúng nó mới cho gọi mấy anh cải tạo viên bên K1 chui vào hàng rào, lôi anh Tư ra. Họ khiêng anh Tư về bệnh xá. Thằng thiếu úy trưởng trại không cho băng bó, nó còn bắn thêm 3-4 phát K-54 vào bụng anh Tư, rồi bắt khiêng anh Tư bỏ trên miếng ván nằm trong cái nhà kho cũ của trại. Anh Tư khát quá xin uống nước, anh em đi lấy nước cho anh, thì thằng thượng sĩ Buồn ngăn lại không cho uống. Sau đó nó đuổi mấy anh ấy về lán. Nói xong Hải buột miệng chửi thề: đủ má cái thằng thượng sĩ Buồn này độc ác dữ. Thượng sĩ Buồn là biệt danh của tên Việt Cộng quản giáo K3. Tên này tuổi dưới 30, mặt mày sáng sủa như một thư sinh. Không rõ tên thật của hắn là gì, nhưng anh em trong trại thường gọi hắn là thượng sĩ Buồn. Mà cũng đúng, lúc nào mặt y cũng phảng phất nét u sầu, như đang mang tâm sự không vui, như đang nhớ thương ai. Tôi nhớ hồi còn ở bên K1, ông Ba Gà Mổ, tức là ông lán trưởng thiếu tá Nguyễn Văn Lộc, đã từng chỉ cho tôi thấy mặt một cán bộ Việt Cộng, hiền hết sảy. Nhân dịp tôi theo ông Lộc lên khiêng gạo trên văn phòng trại, ông Ba Gà Mổ có vẻ biết rành rẽ tên cán binh này lắm. Anh quản giáo này quê ở mãi ngoài Bắc Thái lận, anh mới vào Nam sau ngày giải phóng, anh hiền hết sảy. Cuối năm 1975, tôi được chuyển từ K1 sang K3. Khi thấy người phụ trách K3 chính là anh cán bộ hiền hết sảy, tôi cũng mừng. Sáng sáng, thượng sĩ Buồn đứng nơi góc trại nhìn các anh tù tập thể dục dưỡng sinh. Chiều chiều, thượng sĩ Buồn rảo quanh trại đôi lần, thủng thẳng tản bộ trên con đường mòn sát hàng rào. Lâu lâu hắn dừng chân, ân cần hỏi thăm sức khỏe của những tù nhân đang túm năm tụm ba đánh cờ tướng hay đang bàn chuyện gẫu. Hắn rất sốt sắng liên lạc
với cán bộ hậu cần, giúp mua hàng cho anh em trong trại mỗi khi được nhờ. Nói chung hắn ta được lòng nhiều người, không ai ngờ lòng tốt của hắn cả. Có một vị tù cải tạo nào đó đã phịa ra cái lý lịch đầy màu sắc tiểu thuyết của Thượng Sĩ Buồn rồi truyền tai nhau. Nào là hắn ta vốn là sinh viên đại học y khoa, ly khai vào bưng nhân Tết Mậu Thân, ngày trở lại Sài Gòn thì người yêu đã lấy chồng, hoặc cho hắn là con nhà địa chủ, cha mẹ chết hết trong thời cải cách ruộng đất, vì thế hắn buồn. Chiều hôm đó Thượng Sĩ Buồn vẫn thủng thẳng tản bộ trên con đường mòn quanh trại. Nhưng không có người tù cải tạo nào dám nhìn anh ta cả, vì ai cũng biết rằng anh ta chính là người đã lạnh lùng bóp cò, nhắm bắn từng viên AK-47 trên thân thể một người cùng màu da, cùng nguồn cội với anh ta. Giờ đây anh ta đã lộ rõ nguyên hình một tên cuồng sát máu lạnh, núp đằng sau một khuôn mặt điển trai. Cũng từ hôm sau, cho tới ngày tôi lên tàu ra Bắc là tháng 7 năm 1976, tôi không còn trông thấy Thượng Sĩ Buồn xuất hiện trong vòng rào K3 nữa. Hình như hắn được chuyển sang phụ trách khu K4. Tối đó tôi mở ba lô, véo một cục từ bánh thuốc rê đầy ắp mà anh Phạm Văn Tư đã đưa cho tôi chiều hôm trước. Tay tôi vân vê những sợi thuốc, trí óc tôi hiện lên khuôn mặt vừa nghiêm trang vừa buồn rầu của người niên trưởng. Lúc đưa rê thuốc cho tôi, giọng anh thực từ tốn nhưng vô cùng dứt khoát. Anh nói, từ mai á, Moa bỏ thuốc, Toa cầm nguyên bánh cẩm lệ này về, rồi tự tay vấn lấy mà hút. Moa chán cái việc mà suốt ngày ngồi vấn vê vê này rồi, chẳng làm nên tích sự gì cả. Chuyện xảy ra trưa nay đã cho tôi hiểu rằng, thực sự, người đàn anh của tôi đâu đã chán thuốc rê. Anh cho tôi cả bánh cẩm lệ còn mới toanh và tuyên bố bỏ thuốc chỉ vì anh phải bắt đầu một cuộc phiêu lưu ít người dám làm, đó là trốn trại. Thật vậy, có ít người dám làm điều này lắm. Chỉ vì trốn trại chẳng phải chuyện đùa, mà trốn trại chính là đem sinh mạng của mình ra đánh đổi lấy tự do. Hai ông đàn anh của tôi đều là dân tình báo, do đó dù thân thiết cách mấy, tôi cũng không hay biết mảy may mưu đồ của hai ông. Tôi cũng chợt nhận ra một điều trái khoái oái oăm. Đó là chuyện ngày xưa đại úy Phạm Văn Tư vì đạo làm người mà cứu mạng một tên Việt Cộng sắp chết vì nội xuất huyết trên những vết thương ở đùi. Rồi chỉ 6 năm sau, người tù cải tạo Phạm Văn Tư lại bị những tên Việt Cộng khác bắn nát tứ chi không băng bó, vứt trong xó nhà để mặc cho máu chảy tới cạn kiệt. Không có ai làm garo cho anh, không ai lưu tâm tới chuyện hai đùi, hai tay anh đang bị nội xuất huyết hay ngoại xuất huyết cả. Chắc chắn anh sẽ chết dần với nỗi đau đớn tột cùng. Cảnh này cũng thật là trái ngược với hình ảnh cô y tá Hoa Kỳ tận tâm chăm sóc một tù binh bị thương, không cùng màu da và ngôn ngữ với cô, vừa luôn miệng dỗ dành, don't worry, you will be okay. Ngày xưa khi nhân loại còn dã man, có chuyện người chiến thắng đã đem địch quân ra tùng xẻo hoặc trói kẻ thù lại, cột dây cho ngựa kéo lê tới chết. Ngày nay dù thế giới đã đổi thay, nhưng cung cách đối xử với người dưới ngựa của Việt Cộng cũng không văn minh hơn chút nào. Tôi đang suy nghĩ miên man, thì anh bạn Nguyễn Phong Cảnh ló đầu vào cửa sổ ngoắc tay, lẹ lên lẹ lên. Vừa chui lọt thân mình qua cái cửa sổ, tôi đã bị anh Cảnh lôi đi như chạy giặc. Cảnh dẫn tôi men theo bờ rào, đi về hướng nhà bếp, tới góc cuối của K3 cách cái chòi gác hai lớp kẽm gai. Lúc đó trên chòi không có lính canh, hai đứa ngồi núp mình nghe ngóng. Từ căn nhà tôn bên kia, cách tôi bốn lớp kẽm gai và hai khoảng đất trống, rõ ràng là tiếng la rú đau đớn của anh Tư đang vọng ra. Ôi, 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 ư, ư, ư. Tiếng la rú lanh lảnh đứt quãng quằn quại, từng đợt rợn người của một sinh vật sắp chết đã phá vỡ cái yên tĩnh của một vùng không gian vào lúc trời chạng vạng. Chắc chắn trong suốt cuộc chiến tranh 20 năm vừa qua, khó có thương binh nào phải lâm vào tình trạng đau đớn khủng khiếp như tình trạng hiện thời của người thất trận Phạm Văn Tư. Tôi nghĩ rằng nếu có gom góp hết những đau đớn mà tôi đã từng trải qua 3 lần bị thương, cũng chẳng thấm gì với cái đau mà người đàn anh của tôi đang gánh chịu giờ phút này. Bạn cùng lán của tôi, Thiếu tá Nguyễn Phong Cảnh, là một sĩ quan thuần túy tham mưu, không quen với cảnh máu đổ thịt rơi ngoài trận tiền. Nên chỉ qua vài phút chứng kiến cảnh thương tâm này, anh Cảnh đã chịu đựng không nổi,
Anh òa lên khóc tức tưởi, rồi ù té chạy về hướng sân bóng chuyền. Tôi vẫn ngồi sát bờ rào theo dõi tiếp. Tiếng rú hạ thấp xuống thành tiếng rên, hừ hừ, hừ hừ. Rồi hình như trong khi rên, anh Tư đã ú ớ gọi tên ai đó. Hừ hừ, Hường ơi, Hường ơi. Cuối cùng chen lẫn với những tiếng nấc, bên kia rào chỉ còn những tiếng ư ử nhỏ dần. Mấy chục năm sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này, hai mắt tôi vẫn thấy nóng lên và mờ đi. Tim tôi vẫn còn trùng xuống như một con tàu vỡ, đang bị nước tràn vào, đang chòng chành chìm dần xuống đáy biển khơi. Mấy phút sau, hình như anh Tư đã kiệt sức, không rên được nữa. Thấy không nghe thêm được gì, tôi đành lầm lũi trở về nhà giam. Trong khu K3, ngoại trừ những hôm có văn nghệ hay chiếu phim, thì sau 8 giờ tối cổng khóa, không còn vệ binh đi tuần tra trong vòng rào nữa. Và cũng từ khi có tiếng kẽn báo ngủ là 9 giờ tối, thì trên chòi canh vệ binh bắt đầu các phiên gác đôi. Từ khi tắt đèn cho tới khuya, lâu lâu tiếng gào thét, la hét của anh Tư lại theo gió vọng về. Có lẽ tới gần 2 giờ sáng mới hoàn toàn không còn tiếng rú đau đớn của anh Tư nữa. Suốt đêm đó tôi cứ giả đò mắc tiểu, lâu lâu lại đi ra sát bờ rào nghe ngóng. Cũng đêm hôm đó hình như có nhiều người trong khu K3 cùng mang tâm trạng như tôi. Trong số này ngoài Nguyễn Lành, Tạ Mạnh Huy và Ngô Văn Níu ra, còn vài anh võ bị bên lán 17. Họ cũng thay phiên nhau ra hàng rào đứng một lúc nghe ngóng rồi đi vào. Chúng tôi như chim cùng đàn, một con bị bắn chết, những con khác chỉ biết bay lòng vòng trên cao, cất tiếng kêu thương. Mờ sáng ngày kế tiếp, có 6 anh tù cải tạo được gọi lên văn phòng để đi chôn xác anh Tư. Tuần sau, anh Trần Văn Bé bị Việt Cộng bắt trở lại và đem về nhốt trong con nếch đặt trên ban chỉ huy trại. Cùng thời gian này, một anh tù trốn trại khác cũng bị giải về đây nhốt chung với anh Bé. Anh bạn này là thiếu tá biệt động quân Phạm Hữu Thịnh. Anh Thịnh đã cùng với anh thiếu tá Quách Hồng Quang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 44 biệt động quân chui rào, tìm cách thoát đi từ trại Hóc Môn. Anh Quang bị vệ binh bắn chết ngay tại hàng rào, còn anh Thịnh thì bị bắt khi vừa chui ra khỏi lán. Anh Quách Hồng Quang là bạn cùng đơn vị với tôi thời chúng tôi, còn là đại đội trưởng ở liên đoàn 2 biệt động quân. Còn anh Thịnh lại là dân cùng ngành tình báo với anh Tư và anh Bé. Giữa tháng 4 năm 1976, anh Bé và anh Thịnh bị đưa ra tòa án của trại để xử tội. Hôm đó là một ngày nắng gắt. Khoảng hơn 10 giờ sáng, khi loa phóng thanh truyền về trại âm thanh của những loạt đạn AK kết thúc mạng sống của hai người thua trận, thì trời đang nắng bỗng tối sầm. Một cơn dông kéo tới, bụi đất mù mịt, tiếp theo là một trận mưa rào xối xả sầm sập trên mái tôn. Nước mưa như vừa bốc thành hơi ngùn ngụt, vừa tuôn xuống đất ào ào, nhưng chỉ vài phút sau đột ngột mưa ngừng, cảnh vật lại trở về tình trạng cũ. Hiện tượng khác thường này khiến người ta liên tưởng tới sự hiện diện của đấng vô hình ở trên cao, đang theo dõi các hoạt động của con người dưới trần gian. Có phải cái chết oan ức của hai vị sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã động tới lòng trời, khiến trời phải nổi cơn dông phẫn nộ hay không? Tôi thì tin tưởng rằng, lúc cơn dông nổi lên chính là lúc Thượng Đế đưa bàn tay thương yêu của người ra để dắt dìu linh hồn các bạn tôi tới bến bờ tự do. Từ phút đó cho tới chiều tối, trong sân tập họp của khu K3, tù cải tạo lại tụ nhau từng nhóm, thì thầm, đọc kinh cầu nguyện. Những anh tù đại diện có mặt trong phiên tòa, khi về trại đã kể lại, việc chôn cất hai người bại trận cũng diễn ra rất gọn, vì một ngày trước khi có phiên tòa này, thì hai cái huyệt để chôn người bị xử tử đã được ban chỉ huy trại cho người đào sẵn sàng rồi. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi sau khi mất nước, bốn người bạn của tôi đã phải trả giá cho tự do bằng chính sinh mạng của họ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thời thế đã thay đổi. Cái thiện đã nhường chỗ cho cái ác. Tự do, bác ái, công bằng chỉ còn là kỷ niệm. Bài viết tại Seattle tháng 7 năm 2013, tác giả thiếu tá biệt động quân Vương Mộng Long, K20, võ bị quốc gia Việt Nam. Các bạn vừa nghe xong hồi ký của Vương Mộng Long. Thiên Hoàng xin hẹn các bạn trong một hồi ký khác cũng của Vương Mộng Long.